Chào mừng các bạn trở lại với kênh Đan Móc cùng Handmade Gift. Video này mình chia sẻ với các bạn hai cách móc mũi móc đơn. Cách mà mình thường hướng dẫn các bạn ở các video trước. Mũi móc đơn có hình giống như chữ V. Đây ạ, các bạn nhìn thấy không ạ? Hai cạnh của mũi móc tạo thành một cái hình giống như chữ V nhỏ ở đây. Còn cách thứ hai, các bạn nhìn ạ, mỗi một mũi móc đơn giống như là chữ X, hai sợi len vắt chéo nhau giống chữ X như này ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc nhé, để phân biệt được hai cái kiểu móc này ạ. Đối với cái kiểu thứ nhất là mũi móc có hình chữ V, chúng ta đâm kim vào chân mũi này, vòng kim từ dưới lên này, từ dưới này vòng qua sợi len kéo này và chui sợi len qua, như vậy là mình được mũi móc hình chữ V đây ạ. Mình làm lại nhé, đâm kim xuống chân mũi này, vòng kim từ dưới lên này, kéo sợi len qua, vòng kim kéo sợi len qua cả hai sợi này, chúng ta được một mũi móc đơn hình chữ V nữa. Mình làm thêm một lần nhé, đâm kim xuống này, quan trọng ở cái bước này nhé các bạn, vòng kim này từ dưới lên này, kéo sợi len qua, vòng kim lần nữa, kéo qua cả hai sợi trên kim, chúng ta được mũi móc hình chữ V. Còn đối với cách thứ hai, mũi móc có hình chữ X, các bạn cũng đâm kim xuống chân mũi kế bên này, mình không vòng kim từ dưới lên như này mà mình sẽ vòng kim từ trên xuống. Các bạn thấy không ạ? Cách 1 là như thế này nhé. Còn cách 2 mình sẽ vòng từ trên xuống. Cái kim đè lên sợi len này, kéo sợi len qua này, và cũng vòng lần thứ 2 thì tương tự như lần thứ 2 ở cách thứ nhất. Đó, chúng ta được một mũi hình chữ X. Mình làm thêm này, đâm kim qua chân mũi này, vòng kim từ trên xuống này, kéo sợi len qua, vòng kim kéo sợi len qua cả hai sợi len trên kim này, mình được một mũi hình chữ X thứ hai này. Các bạn nhìn rõ chữ X không ạ? Đâm kim xuống này, vòng kim từ trên xuống này, kéo sợi len qua. Đó, được mũi hình chữ X. Khác nhau ở cái bước này nhé các bạn. Cách 2 là vòng từ trên xuống dưới này, kéo sợi len qua này, được một chữ X này, từ trên xuống này, đó, được một chữ X này. Còn đối với chữ V này, mình làm lại lần nữa cho các bạn nhớ nhé. Đâm kim xuống này, vòng kim từ dưới lên trên này, kéo qua, chúng ta được một mũi hình chữ V. Các bạn luyện tập cho thành thạo nhé.